Đây là bộ đôi máy giặt 10 kg thương hiệu Electrolux vừa mới ra mắt ngày 30 tháng 9 năm 2024, dòng Ultimate Care 500. Tôi đang vắt có đồ bên trong với tốc độ 1.200 vòng vắt 1 phút. Mời các bạn quan sát chiếc ly để cảm nhận sự yên tĩnh. Hai chiếc này hoàn toàn giống nhau về chất lượng và công nghệ, chỉ khác nhau về màu sắc. Chiếc đen M-Titan sẽ bền màu hơn trước ánh nắng mặt trời và có mức giá cao hơn khoảng 800.000. Hai chiếc này không chỉ chạy êm, chất lượng tốt mà còn có khả năng giặt sạch và chăm sóc sợi vải hoàn hảo. Ngay cả khi giặt đầy phun tải, máy cũng có thể giặt sạch trong khoảng thời gian tối đa là 45 phút. Nhờ công nghệ trộn trước Ultramix, tức là xà phòng không đưa thẳng vào trong lồng giặt giống như các thương hiệu khác mà nó được đánh tan với nước rồi mới bơm vào trong lồng giặt, giúp dễ dàng ngấm sâu vào bên trong lõi sợi vải nên giảm thời gian giặt. Ngoài ra nó còn bảo vệ màu sắc và sợi vải. Đặc biệt khả năng chăm sóc sợi vải này đã có chứng nhận của The Woolmark Company. Còn khả năng giặt sạch đã có chứng nhận của Swiss State AG Thụy Sĩ.